Rồi mày bôi cho bẩn hết đi. Phải chấp nhận nó lên đây, nên phải mặc quần lửng hoặc là phải sẵn quần lên đấy. Ôi sáng này ra mới kịp rồi. Cũng chặt cái chân. Chị cho xem từng con một đấy chị, con nào được con nào cái để ai họ mua con nào họ biết à. Ừ. Nên là chị bắt cho em kể từng cho nó bú kể nó đang bú đó, nó đang bú càng dễ bắt. Con này đây là con cái, con này con cái à, con cái cái một đứa một rồi nha. Bú càng dễ phân biệt nhau được này rồi. Được chưa, con này vàng vàng, con này cái cái ba con rồi. Cái. Thế còn hai con này được kìa. Hai con này được kìa. Theo chị bắt lên đấy, để người ta muốn mua con nào người ta nhìn con đấy. Rồi. Đấy. Con đấy đẹp đấy. Ừ. Con này cũng thế. Được. Rồi. Đấy. Con nào cũng đẹp, nó lớn như nhau à? Vâng. Bọn này nó sàn sàn nhau hết à? Vâng. Không có con nào nó bé quá, không có con nào lớn quá. Vâng. Nó 10 mấy 9 rưỡi à? Thấy không? 9 à? 9 rưỡi à? 10 đấy. Đấy, đấy. Tài thật, để được cái đàn đẹp thật. Sợ. Hôm trước thấy nó béo quá, bở mình giúp nó béo sợ quá. Sợ lấy được. Nó mang bầu. Ủa cái là ông ấy cho ăn như là gì mà chả béo. Ăn nhiều quá nó béo. À ông nuôi chó rồi cũng mà nó dựa khối. Ai gì nuôi chó mà lưng như tấm phẳng. Lưng chó như tấm phẳng. Lưng phẳng đi. Sắp đẻ. Không thế. Nấu những cái gì đấy? Phổi mới da lợn. Ừ. Mới bí. Đấy là cái nước canh mình ăn. À nước canh mình đổ vào. Các loại nước canh ăn còn dư đổ vào. Ừ. Ờ. Các bạn chỉ giờ còn nấu miếng đây ăn cẩn thận, không có để hôi để tiêu. Ừ. Con bọ này nó nhỏ nên ruột thế mình ăn cẩn thận lắm. Đó thế này. Ừ. Bao giờ bị đi đi. Ừ. Đổ ăn sống không đổ ăn tiêu. Trong kia để hai con hả? Hai con máy đấy là nó định ở đá nhau với con kia hả? Đấy, cái toàn nó mổ con là cháu phải nhốt riêng đấy. Kinh nhỉ? Bây giờ cho ăn lúa hay ăn gì chị? Cơm. Bây giờ nó lớn này thì chị cho ăn lúa, sau này nếu mà chị có làm thịt ấy, thì nó ngon hơn. Gà mà lớn thế này rồi này. Lúc đang nhỏ cho ăn cơm. Gà mà lớn này cho ăn ăn. Cái đằng xe ô tô đang kêu. Chết rồi. Kệ bố nó quay lại.
Ừ, mà sao nó không quay nhỉ? Vâng. Nhìn thế thôi nhưng bắt ra to lắm á. Chị cân thử chưa? Cân chưa cân nhưng mà phải cỡ hơn 2 cân. À, chị... này phải hơn 2 cân. Gà trống thì nó và gà chọi nó nặng cân á. Đúng rồi, gà trống thì chắc là hơn 2 cân rồi. Nó nặng cân á. Máy này. Con mái này để ở đây không? Ở đây có bắt được không nhỉ? Bắt làm sao được? Bắt chỗ nào? Mà chị cho em quay, chị bắt cho em cái con chân xanh, em quay cái chân nó. Dậy ra. Nó lại bay sang nhà người ta lại chết tiệt. Quay cái mặt trước cái chân nó. Mấy con chó này bú xong rồi. Chạy ra đây rồi. Mày ra đây thì xem nào. Có. Có. Có đây này. Cái xô này để rửa tay hả chị? Mà múc ra chứ hả? Múc thò vào chiều chị lấy rau ấy mà. À, đúng rồi.
Biết trên nắng hay là sao mà thấy mờ mờ nữa không biết. Nó để ở trong kia kìa, xong đó được có một ngày ấy, nó cắp hết con ra đây. À. Ừ. Nó cắp ra đây nè, nó ở trong đấy đó. Ừ. Trong ấy kê kiếp để sạch sẽ mà nó mở. Ừ. Rồi, được rồi. Chiều lên là ăn hết sạch, cho một nồi nữa. Một ngày là cho ăn hai lần rồi chị? Hai lần. Chiều lên là hết sạch không? Chiều lên cho ăn, nữa là ăn được cả chiều và tối. Đã biết. Ừ. Nhỏ cho ăn nhiều.